Kính chào quý vị, mời quý vị nghe nè. Nay nó vẫn là một cái năm ấm hơn so với nhiều năm trước. Vâng, và thưa quý vị, trở lại với các tin tức liên quan đến những chuyện khác thì ở trong tuần này tại tiểu bang Wisconsin, một cộng đồng sống xung quanh cái trường Notre Dame Academy đã một lần nữa lên tiếng kêu gọi là phải có những cái cuộc điều tra triệt để liên quan đến những cáo buộc là các vị linh mục ở tại trường này, trường Notre Dame Academy, trong nhiều thập niên qua đã có những cái hành động mà gọi là sexually harassment, sexually abuse học sinh ở tại trường này. Và trong cái tháng 3 của năm ngoái, một người đàn ông là cha của ba đứa trẻ đã tự tử khi mà ông bước qua độ tuổi 46 vì những cái ám ảnh liên quan đến vấn đề đã bị một linh mục xâm phạm tình dục lúc mà ông vẫn còn là học sinh của trường Notre Dame. Và một năm sau đó thì có rất nhiều người trong cộng đồng này đã lên tiếng để mà kêu gọi rằng là trường học nên có một cái cuộc điều tra triệt để chứ không có làm cho qua loa. Và vì áp lực đó cho nên là trong năm 2019 thì trường này cũng đã liệt kê ra một danh sách khoảng 22 linh mục đã bị nhiều người cáo buộc liên quan đến cái việc mà gọi là xâm phạm tình dục. Và gần đây thì trong cái khu vực này, những hình ảnh của những nạn nhân của trường này cũng đã được chạy ở trên cái Telethon của gần cộng đồng đó, thưa quý vị. Đấy, quý vị vừa nghe, đó là một cái kênh mà của hải ngoại người ta đưa tin, một cái trường nhỏ thôi quý vị, một cái trường nhỏ. Đây là em Thi Nguyễn em đưa lên. Bản tin của Việt Pha ngày hôm nay mùng 9 tháng 3 năm 2021 loan tin tuần này tại tiểu bang Wisconsin, cộng đồng sống xung quanh trường trường gì ly đọc cũng được ha, lên tiếng kêu gọi phải có những cuộc điều tra về việc nhiều linh mục ở trường này, nhớ một cái trường nhỏ thôi nhé quý vị, nhiều linh mục ở trường này đã có hành động quấy rối tình dục, ấu dâm học sinh trong nhiều năm liền. Vào tháng 3 năm ngoái, một người đàn ông là cha của ba đứa trẻ đã tự tử ở tuổi 46 vì ám ảnh đã bị một linh mục xâm phạm tình dục khi ông còn là học sinh của trường này. Trong năm 2019, trường đã liệt kê sơ bộ ra là có tổng cộng là 22 linh mục đã bị nhiều người cáo buộc xâm hại tình dục, và hình ảnh những nạn nhân đã được đưa lên băng rôn của trường, giống như biểu tình đó quý vị, đúng là quá đẹp mặt cho các linh mục được Chúa chọn chịu chức thánh làm thầy làm cha của học sinh. Quý vị nghe rất rõ nhé, cái này là từ kênh của hải ngoại người ta đưa tin. Một người đàn ông 46 tuổi mới tự tử chỉ vì những cái ám ảnh hồi bé ông bị linh mục lạm dụng tình dục. Ông là cha của ba đứa trẻ và mới thống kê sơ bộ là ở một ngôi trường rất là nhỏ, ở một cái nơi rất nhỏ, nơi hẻo lánh mà có 22 linh mục đã bị nhiều người cáo buộc xâm hại tình dục. Và những cái hình ảnh của những nạn nhân á, họ không giấu giếm nữa mà họ đã đưa hình ảnh những nạn nhân này lên trên băng rôn. Đó là cái gọi là màu nhiệm trong mặt kép, cái màu nhiệm của cái tà đạo khốn nạn, cái đạo Chúa, cái đạo Giêsu quý vị. Và đây, cái này thì Ly mời quý vị nghe tiếp một cái bài này. Cái vụ án này thì xảy ra từ năm 2012 thưa quý vị, nhưng mà chỉ khác là nó toàn bằng tiếng Anh cho nên bây giờ người ta mới mới đưa sang tiếng Việt. Cái này đăng trên báo Tuổi Trẻ vào ngày 27 tháng 4 năm 2012. Tây Ban Nha đang hồi hộp theo dõi phiên tòa xử sơ Maria Gomez và Van Buna là nghi can đầu tiên trong đường dây đánh cắp hàng ngàn trẻ sơ sinh để đem bán trong nhiều thập niên qua. Một bà sơ đem bắt hàng ngàn đứa trẻ, bà này đang hình chụp bà sơ đang ở trong xe lúc cảnh sát bắt đi.
Mời quý vị nghe tiếp nha. Chính quyền Tây Ban Nha mới đây tuyên bố sẽ thành lập một ngân hàng dữ liệu ADN để tìm lại hàng ngàn trẻ sơ sinh đã bị đánh cắp từ thập niên 1950 đến thập niên 1990 bởi một đường dây bao gồm cả các nữ tu này, linh mục và bác sĩ trên toàn quốc, tức là họ kết hợp với bác sĩ, nữ tu và linh mục. Các công tố viên Tây Ban Nha đang tiếp nhận và xử lý ít nhất 3.000 trường hợp. Nhưng nhà chức trách thừa nhận con số thực tế có thể cao gấp nhiều lần, tức là con số mà những em bé vừa lọt lòng là bị bọn nữ tu này với linh mục nó bắt cóc để nó đem bán đó quý vị. Ngày 14 tháng 2, con số thực tế không phải 3.000 mà là nhà chức trách thừa nhận con số thực tế có thể cao hơn rất gấp nhiều lần. Ngày 14 tháng 2, Tòa án Madrid của Tây Ban Nha đã xét xử nghi can đầu tiên của đường dây đánh cắp trẻ sơ sinh. Đó là Sơ Maria Gomez Van Buna, 87 tuổi, thuộc dòng nữ tu bác ái. Đấy, cái bác ái của cái bọn nói vậy đó quý vị. Sơ Maria Gomez bị buộc tội bắt cóc một bé gái sơ sinh từ một bệnh viện ở Madrid trong thập niên 1980. Tại tòa án, Sơ Maria Gomez từ chối đưa ra lời khai, tức là nói giữ im lặng. Hàng trăm người tụ tập bên ngoài tòa án đã lớn tiếng sỉ vả bà là đồ vô liêm sỉ. Bà có biết mình đã gây bao đau khổ không? Bị cướp đi từ khi mới sinh. 5 năm trước tại Barcelona, trước giờ hấp hối, ông Moreno đã tiết lộ cho con trai mình là tên là Juan Luis, một bí mật mà ông đã giấu kín bao năm qua, rằng ông đã mua cậu từ một nữ tu năm 1969 với giá 150.000 peso, còn đắt hơn cả căn hộ họ ở. Giấy khai sinh của Luis bị làm giả. Cha mẹ người bạn thân của anh là Antonio cũng đã mua con mình từ chính nữ tu đó. Quý vị nghe, nữ tu đánh cắp trẻ sơ sinh đem bán, mà không phải một trường hợp mà ba, theo thống kê là 3.000 em bé bị đánh cắp, nhưng mà nhà chức trách thì tuyên bố là con số thực tế có thể gấp nhiều lần như vậy. Đã mua con mình từ chính nữ tu đó. Cha mẹ nuôi rất yêu thương tôi, nhưng cuộc đời tôi hóa ra là sự dối trá, Luis đớn đau nói. Luis chỉ là một trong số hàng ngàn người Tây Ban Nha bị bắt cóc từ khi mới lọt lòng. Kịch bản chung của hầu hết mọi trường hợp là các nữ tu trong vai trò bà đỡ, linh mục, bác sĩ nói với những phụ nữ nghèo mới sinh rằng con của họ đã chết sau khi sinh. Thế nhưng những đứa trẻ bị đánh cắp này sau đó được bán cho những cặp vợ chồng giàu có nhưng vô sinh. Cho nên bây giờ hèn gì cái thằng giáo hoàng Vatican á, nó cấm là những cái cặp vợ chồng hiếm muộn là không được thụ tinh trong ống nghiệm là vậy đó, không được có con, không được có thai bằng biện pháp nhân tạo là vậy đó quý vị. Đó là lý do của cái thằng, của cái con điếm thúi Vatican khốn nạn đó quý vị. Ly đọc lại. Cái người mà Louis á, nói là cha mẹ nuôi rất yêu thương tôi, nhưng cuộc đời tôi hóa ra là sự dối trá, Louis đau đớn nói. Louis chỉ là một trong số hàng ngàn người Tây Ban Nha bị bắt cóc từ khi mới lọt lòng. Kịch bản chung của hầu hết mọi trường hợp là các nữ tu trong vai trò bà đỡ, linh mục, bác sĩ nói với những phụ nữ nghèo mới sinh con rằng con của họ đã chết sau khi sinh. Thế nhưng những đứa trẻ bị đánh cắp này sau đó được bán cho những cặp vợ chồng giàu có nhưng vô sinh. Giấy khai sinh của các bé bị làm giả để biến cha mẹ nuôi của chúng thành cha mẹ đẻ. Cho nên á, là chúng nó, con chiên ngu muội á, thì nó nói là cái tà đạo của chúng nó là có nhiều nữ tu đến những cái trại trẻ mồ côi để nọ kia, nhưng mà toàn có mục đích thợ nham hiểm dơ bẩn như vậy không á quý vị. Ly phải chịu khó vạch mặt cái tà đạo này để tránh cho những cái trường hợp đáng thương.
Ly không hiểu, Ly không hiểu nếu Ly rơi vào trường hợp đẻ con ra mà con bị đem bán như vậy thì không biết Ly phát điên luôn luôn chứ không sống nổi đâu quý vị, phụ nữ nào cũng vậy. Mời quý vị nghe. Cảnh sát Tây Ban Nha bắt đầu điều tra một số trường hợp vào đầu thập niên 1980, nhưng mãi đến một năm gần đây, cuộc điều tra quy mô toàn quốc mới bắt đầu. Luật sư Villa, đại diện nhiều gia đình mất con cho biết, hiện tượng này bắt đầu từ thời nhà độc tài Franco. Khi đó, các nhóm ủng hộ Franco đi cướp con cái của những người đối lập, tội phạm có tổ chức. Vụ kiện Sơ Maria Gomez bắt đầu khi một nạn nhân là bà Marisa công khai tố cáo việc nữ tu này đã buộc bà phải cho đi con gái mình tại bệnh viện Santa ở Madrid năm 1982. Bà nói, tôi vẫn còn đang lơ mơ khi hỏi bà ta con gái tôi đang ở đâu. Bà ta kể, bà ta lên tiếng đe dọa sẽ lấy đi đứa con gái thứ hai của tôi và tống tôi vào tù vì tội ngoại tình nếu tôi hỏi nhiều, tức là cái con mẹ sơ á, nó dọa vậy á. Năm 2011, chính cô Pilar, 29 tuổi, con gái của bà, được bố mẹ nuôi tiết lộ sự thật. Con gái của bà Torres được bố mẹ nuôi tiết lộ sự thật và đi tìm mẹ đẻ. Cô đến gặp Sơ Maria Gomez và bà nói và bà này nói cho cô biết mẹ ruột cô là một gái điếm và khuyên hãy quên mụ ta đi. Sơ Maria Gomez nói với Pilar. May mắn cho bà Torres và Pilar là nhờ công nghệ xét nghiệm ADN, hai mẹ con đã tìm lại được nhau. Bất chấp việc truyền thông đưa tin về hàng trăm trường hợp bắt cóc trẻ sơ sinh từ thập niên 1980, chính phủ Tây Ban Nha vẫn lảng tránh vấn đề này mãi cho đến vài năm gần đây. Thật đáng buồn khi hệ thống tư pháp Tây Ban Nha không hoàn thành công việc của mình. Nạn nhân Luis bức xúc, anh cùng người bạn Bác Rosso đã thành lập tổ chức Anadis để hỗ trợ các nạn nhân tìm lại người thân và xây dựng ngân hàng ADN. Chúng tôi đã trao cho chính phủ hàng trăm giấy khai sinh giả mạo, giấy báo tử giả mạo. Chúng tôi đã mở ra những cái quan tài trống rỗng của trẻ sơ sinh bị cho là đã chết và lấy được hàng trăm lời khai. Vậy mà chính phủ Tây Ban Nha vẫn thụ động, anh Louis nói. Gia đình các nạn nhân đang mở một chiến dịch tìm lại con cái trên Internet qua các trang mạng xã hội như Facebook. Cảnh sát Tây Ban Nha cũng bắt đầu điều tra các vụ buôn bán trẻ sơ sinh có tổ chức ở Valencia, xứ Ba Quýt, Madrid, vân vân, quần đảo Canary. Đây rõ ràng là một mạng lưới bắt cóc trẻ sơ sinh có tổ chức kiểu như mafia. Luật sư Villa khẳng định, nếu không thì làm sao những đứa trẻ sinh ra ở Valencia lại có thể rơi vào tay các gia đình ở Galicia cách đó cả ngàn km. Bộ trưởng Tư pháp Tây Ban Nha Alberto mới đây đã thừa nhận scandal bắt cóc trẻ sơ sinh là một bi kịch khủng khiếp. Đó là Bộ trưởng Tư pháp của Tây Ban Nha. Họ nói bi kịch bắt cóc trẻ sơ sinh là một bi kịch khủng khiếp và khẳng định chính phủ sẽ mở cuộc điều tra trên toàn quốc để giúp các nạn nhân tìm lại người thân. Do Sơn Hà dịch từ CNN. Đó quý vị nghe, quý vị thấy kinh tởm không? Ngày xưa nói em hiền như ma sơ mà quý vị thấy chúng nó trong vai trò những ma sơ, những linh mục đến ở những bệnh viện để hứng, để chầu trực những người phụ nữ có con ngoài ý muốn. Và khi người ta sanh ra thì chúng nó nói dối là em bé đã chết khi vừa ra đời. Và sau đấy chúng nó làm giấy khai sinh giả có tổ chức, chúng nó có một đường dây giống như mafia, làm giấy tờ khai sinh giả rồi đem bán những đứa trẻ này cho những gia đình giàu có nhưng hiếm muộn.
Và đấy là lý do tại sao cái Vatican nó không cho người ta người thai, không cho người ta có con bằng biện pháp thụ tinh nhân tạo. Đó đó là cái chủ trương thâm độc mà xảo quyệt của một cái tôn giáo cực kỳ khốn nạn mà được các nhà nghiên cứu họ gọi là đạo máu, đạo bịp, đạo dối, đạo ăn thịt uống, đạo uống máu ăn thịt người. Một cái gọi là tôn giáo khốn nạn, một cái tôn giáo ác ôn. Quý vị hãy hãy tuyên truyền cho rộng rãi để không còn người dân Việt Nam nào bị quàng vào cái thòng lọng đội trên đầu một cái tà giáo này nữa. Ly chỉ mong muốn như vậy thôi. Kính chào quý vị.